Lê Văn Đô vẫn còn. Đây là Hồ Văn Cường. 2-0 cho U22 Việt Nam. Cú đúp của Hồ Văn Cường, cầu thủ thứ hai của Việt Nam lập cú đúp tại SEA Games năm nay sau Nguyễn Văn Tùng. Chạm bóng đầu tiên, sau đó dứt điểm rất tốt. Một ngày mà Hồ Văn Cường đang có cảm giác thi đấu tốt. Tất cả mọi thứ đối với anh đang diễn ra tương đối hoàn hảo. Một cú sút mù lai má ngoài rất đẹp của Hồ Văn Cường. Tốc nóc lưới của thủ thành Phi Âu Thu. Myanmar, Indonesia và Malaysia là những đội bóng ở xứ rất nóng. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Việt Nam trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái. Hướng theo dõi của quý vị và các bạn, Lê Quốc Nhật Nam. Lê Văn Đô. Người phá bóng đó là trung vệ Thiết Thiên Xuê, một những ngôi sao sáng nhất của U22 Myanmar tại SEA Games năm nay. Thiết Thiên Xuê là một trung vệ nhưng anh đã ghi tổng 3. Anh đã ghi 3 trên tổng số 4 bàn thắng của U22 Myanmar ở giải đấu này. Trong đó có một bàn thắng rất đẹp vào lưới của đội chủ nhà U22 Campuchia. Và đó sẽ là ứng cử cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất của môn bóng đá nam SEA Games này. Lạc Quay Phôn là cầu thủ rất trẻ, năm nay sinh năm 2005. Nhưng anh đã thi đấu cực kỳ chững chạc bên số 3. Đây là cơ hội cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Văn Trường bàn thắng rồi. Không hiểu sao Văn Trường lại không thể có bàn thắng trong bóng vừa rồi được. Rất khó hiểu, rất khó hiểu. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một món quà chơi cho. Có lẽ Văn Trường nghĩ rằng không có cầu thủ nào về bọc lót cả, nên anh hơi chậm trong nhịp dướn cuối cùng. Quá đáng tiếc, người cứu thua đó chính là Lát Quay Phôn, người tôi vừa nói tới. Cầu thủ sinh năm 2005 trong đội hình của U22 Myanmar. Thậm chí trong pha bóng vừa rồi thì Văn Trường hoàn toàn có thể bay xoạc theo bóng. Quá đáng tiếc, không có nhiều cơ hội như vậy trong những trận đấu dạng như thế này. Huy Hoàng. Rất nhiều người nghĩ 100% vừa rồi đã là bàn thắng cho U22 Việt Nam rồi. Một sai lầm. Tiếp tục là cơ hội. Nhưng lần này thì đã có lỗi việt vị. Việt vị của Minh Trọng. Ngày hôm nay có 5 sự thay đổi trong đường xuất phát của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Là chiều sâu lực lượng của U22 Myanmar tại giải đấu này là không tốt. Lên bóng cho cao thủ U22 Việt Nam. Đây là Minh Trọng. Rất thoáng. Cơ hội. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Hồ Văn Cường. Bàn thắng đầu tiên của Hồ Văn Cường tại SEA Games năm nay. Một trận đấu mà U22 Myanmar dâng cao đội hình và rất nhiều khoảng trống để cho chúng ta có thể khai thác. Lẽ ra chúng ta phải có tỷ số từ sớm hơn. Số lượng người trong pha tấn công vừa rồi là rất ổn. Pha băng lên rất kịp thời của Hồ Văn Cường. Quá gọn gàng. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải lấy lại tinh thần, lấy lại hình ảnh trong trận đấu ngày hôm nay. Vừa nói tới chất lượng chiều sâu đội hình của U22 Myanmar ở giải đấu này là không tốt. Chỉ có duy nhất một trận đấu ở vòng bảng, huấn luyện viên Fajr Bainer sử dụng đội hình dự bị để đối đầu với Indonesia, và đó chính là tính toán của ông. Khi biết rằng rất khó để cho Myanmar có thể cạnh tranh sòng phẳng với Indonesia. Và đó là một trận đấu mà Myanmar đã để thua tan nát với tỷ số 0-5 với một đội hình dự bị.
Nhưng sau đó khi quay trở lại với đội hình chính thức thì là hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Philippines. Qua đó đã giúp cho Myanmar góp mặt ở vòng đấu bán kết. Nhưng vòng đấu bán kết phải đối đầu với một đội bóng quá mạnh, đó là U22 Thái Lan, thì Myanmar đã để thua với tỷ số 0-3. Nhưng công bằng mà nói thì đó là một trận đấu mà Myanmar đã thi đấu ổn. Nhưng trận đấu gặp Thái Lan cũng đã làm cho Myanmar mất rất nhiều sức lực rồi. Văn Trường, Hồ Văn Cường, pha nhả bóng hơi mạnh của Văn Trường. Nhưng có lẽ trong pha bóng vừa rồi thì Văn Cường cần phải mở rộng sân ra một chút nữa. Vị trí phía trong sẽ nhường cho các tiền vệ. Văn Cường là một cầu thủ chạy cánh. Trong tình huống ghi bàn của U22 Việt Nam mở tỷ số trong trận đấu này thì hai cầu thủ chạy cánh đã phối hợp với nhau tốt. Minh Trọng đã chuyền bóng để cho Hồ Văn Cường khống chế và ghi bàn. Vẻ mặt khá buồn của ông Michel Pitcherbiner, người đã tới thay cho ông Popov. Ông Popov hiện tại đang dẫn câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thi đấu rất thành công tại V-League năm 2023. Ông Popov cũng đã có quãng thời gian 3 năm dẫn dắt các đội bóng ở Myanmar. Nhưng ở thời điểm này chỉ còn lại 3 cầu thủ đã từng thi đấu dưới thời huấn luyện Popov ở SEA Games 31 thôi. Đó chính là thủ thành Phil Thu, trung vệ Thiết Thiên Xuê và đội trưởng số 7 Giao Nguyên Thiên. Còn đầu toàn bộ những cầu thủ khác đều là mới. Và rất nhiều những cầu thủ trẻ, trong đó Lát Quay Phôn, trung vệ đá cặp cùng với Thiết Thiên Xuê, năm nay mới 18 tuổi thôi. Trong trận đấu bán kết thì Việt Nam đã để thua Myanmar với tỷ số là 1-2. Đó là dưới thời huấn luyện viên Miura. Và đó cũng chính là giải đấu đầu tiên mà cao thủ Myanmar lọt vào được trận chung kết của môn bóng đá nam SEA Games. Kể từ khi giải đấu này mang tên gọi là giải Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á. Nhưng trận chung kết thì Myanmar đã để thua cao thủ Thái Lan với tỷ số là 0-3. Nhưng đó cũng là một kỳ SEA Games rất thành công của bóng đá Myanmar. Rồi là lỗi của hậu vệ phải Hitet Paying. Đường chuyền quá mạnh dành cho Hồ Văn Cường. Phiêu Thu, hôm nay thời tiết đã có vẻ mát hơn, trời không còn quá nhiều nắng nữa. Cầu thủ U22 Myanmar đang bị dẫn bàn nhưng họ vẫn chưa thể lên bóng.
Tuyến 2 chưa thể dứt điểm. Và dứt điểm rất thiếu chính xác của Akakio. Phan Tuấn Tài. Quất Văn Khang. Ngọc Thắng. Lê Văn Đô vẫn còn, đây là hồi bắt cường 2-0 cho U22 Việt Nam. Cú đúp của Hồ Văn Cường, cầu thủ thứ hai của Việt Nam lập cú đúp tại SEA Games năm nay sau Nguyễn Văn Tùng. Chạm bóng đầu tiên, sau đó dứt điểm rất tốt. Một ngày mà Hồ Văn Cường đang có cảm giác thi đấu tốt. Tất cả mọi thứ đối với anh đang diễn ra tương đối hoàn hảo. Một cú sút mù lai má ngoài rất đẹp của Hồ Văn Cường. Tốc nóc lưới của thủ thành Phi Âu Thu. Hiền Xuê. Đây là cơ hội của U22 Myanmar. Na Ung Xuê. Khá nguy hiểm. Rất may là Đoàn Huy Hoàng đã kịp thời quay người trở lại. Nhưng trước đó thì cú sút của Tết Ai Ung cũng không quá mạnh để có thể đánh bại được thủ thành Huy Hoàng. Có thể coi vừa rồi là một cơ hội nguy hiểm nhất của U22 Myanmar trong hiệp 1 này. Huy Hoàng đã gặp vấn đề về cổ chân trong pha bóng vừa rồi. Và có thể thấy rõ là thủ thành số 10 chúng ta đã có tình huống di chuyển sang phía phải. Sau đó anh đã phải quay ngược lại. Đúng là như vậy, cổ chân trái của Đoàn Huy Hoàng đã gặp vấn đề. Bóng khẽ chạm chân của Lương Duy Cường và làm đổi hướng. Trụ của Huy Hoàng đã gặp vấn đề sau khi quay trở lại để đẩy đường bóng của Tết Aung. Duy Cường. Khá đẹp. Văn Trường, người đã bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn để mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Khá tốt. Đây là cơ hội. Chưa thể dứt điểm. Quá vội vàng. Văn Khang hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong pha bóng vừa rồi. Khi đã cận chân thì anh hoàn toàn có thể nhả ra phía sau cho đồng đội của mình băng lên. Pha xử lý tốt của Quốc Việt. Cùng xem lại pha bóng này. Sự nhập cuộc tốt trong hiệp 2 của U22 Việt Nam. Rất thoáng, Văn Trường. Hợp lý. Vũ Tiến Long. Và đi bóng hơi dài của Tiến Long. Duy Cường. Bóng vẫn còn. Hồ Văn Cường. Thank you.
vẫn tiếp tục. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ U22 Việt Nam. Minh Trọng đã khống chế bước một không tốt trong tình huống vừa rồi. Rất nhiều những khoảng trống được tạo ra cho U22 Việt Nam. Lỗi đẩy sau của Quốc Việt. Quốc Việt cũng đã có một bàn thắng ở giải đấu năm nay. Trong trận đấu gặp U22 Lào ở trận đấu mở màn với đường kiến tạo của Khuất Văn Khang. Giao Quyên Thiền. Những pha tấn công rất mộc mạc của các cầu thủ U22 Myanmar bị bẻ gãy một cách rất đơn giản. Không có lỗi. Văn Trường. Vẫn là Văn Trường, cánh phải rất thoáng. Dứt điểm là không hợp lý. Chúng ta vẫn có một cái gì đó khá vội vàng ở những tình huống cuối cùng. Văn Trường đã bị theo rất sát bởi một trung vệ bên phía U22 Myanmar và cần phải cần có một tình huống mở sang phía nách trung lộ dành cho tình huống băng lên của Hồ Văn Cường thì sẽ là một pha bóng đẹp hơn rất nhiều. Văn Trường chưa có bàn thắng nào tại SEA Games năm nay và anh đang rất khát khao làm được điều đó. Minh Trọng. Lỗi để bóng chạm tay của Lê Quốc Nhật Nam. Và phòng ngự đơn giản. Thái Sơn. Hồ Văn Cường rất khỏe. Vẫn là Hồ Văn Cường. Trong bóng vừa rồi thì một lần nữa vai trò của Văn Trường cần phải phát huy rõ hơn. Khi ngay cả một cầu thủ được coi là đá thấp như Văn Cường đã băng lên tới đây rồi. Nhưng không thấy Văn Trường đâu cả. Văn Trường là một tiền đạo và anh cần phải có mặt đúng lúc với những pha bóng như vừa rồi để nhận các đường truyền của đồng đội. Điều đó thì Văn Tùng đang làm tốt hơn. Bye.
Cầu thủ bị phạm lỗi đó là Nhật Nam. Trọng 3-0, quá đơn giản. Rất có thể là U22 Myanmar sẽ vỡ trận trong trận đấu này. Chỉ cần một đường chuyền thôi, có thể thấy là hàng thủ của U22 Myanmar bị xé toang. Họ không có sự hỗ trợ, không có sự bọc lót. Cùng xem lại pha bóng này. Minh Trọng có pha kiến tạo thứ hai. Bóng đi đúng với tầm chân trái của Khuất Văn Khang và cầu thủ này đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại SEA Games năm nay. Dù sao ở giải đấu này thì Minh Trọng vẫn là một những điểm sáng với những tình huống lên bóng hay bên phía cánh trái của U22 Việt Nam. Những đường chuyền cuối cùng của Minh Trọng có chất lượng tương đối cao. Đã có thể thấy là trong trận đấu gặp Malaysia vòng bảng, một tình huống tạt bóng theo phong cách nửa nẩy của Minh Trọng đã đặt Văn Tùng vào một thế đánh đầu rất dễ dàng và có thể ghi bàn cho U22 Việt Nam. Jin Hyun. Chit Yae. Một quyết định chính xác của trọng tài chính, lỗi của Lương Duy Cương. Tình huống đá phạt trực tiếp như thế này sẽ là một cơ hội rõ ràng của U22 Myanmar. Họ không có được những cơ hội phối hợp để có thể đưa bóng vào khung thành của U22 Việt Nam và trông chờ vào những tình huống sút phạt như thế này. Cự ly là tương đối lý tưởng và khoảng hơn 20 mét. Rất có thể người thực hiện sẽ là Kun Kao Jin Hyun, số 11. Đá phạt tương đối tốt của Jin Hyun. Huy Hoàng đã phải đẩy bóng chịu phạt góc. Và bàn thắng cho U22 Myanmar rất bất ngờ. Rõ ràng là thái độ thi đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam khi dẫn 3-0 là một thái độ trùng xuống rõ ràng. Và rõ ràng là những pha mộ Việt Nam cần phải nhìn thấy một U22 Việt Nam chơi bốc lửa hơn nữa, cho dù đây chỉ là một trận đấu tranh hạng 3 thôi. Thực tế thì U22 Myanmar không có sự kháng cự trong trận đấu này, nhưng chúng ta lại không muốn ghi bàn thêm. Đây là một trận đấu mà chúng ta cần phải thi đấu một cách tưng bừng hơn nữa. Nhưng rất đáng tiếc là tỷ số 3-1 cũng số có thể giúp chúng ta có huy chương trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng hình ảnh của U22 Việt Nam ở những phút cuối trận đấu này là một hình ảnh thực sự những pha mộ Việt Nam không muốn nhìn thấy. Và cũng có thể nhìn thấy nỗi buồn của ban huấn luyện bên phía U22 Việt Nam. Thank you.
Ngay cả những cầu thủ được vào sân thay người như Đinh Xuân Tiến và Quốc Việt, rất nhiều những tình huống có bóng nhưng lại truyền về cho các trung vệ và không chịu đỡ lên để thực hiện những tình huống tấn công. Đó là một điều tương đối khó hiểu. Đây là ông Michel Fachterbinder, huấn luyện viên trưởng của U22 Myanmar. Ở cơ hội nguy hiểm được coi là duy nhất thì Myanmar đã có bàn thắng vào lưới của U22 Việt Nam. Năm phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Đương nhiên là không đủ cho các cầu thủ Myanmar để có thể nghĩ tới bàn thắng được. Nhưng có thể thấy là chúng ta phối hợp những đường bóng rất khó hiểu như vừa rồi. Lỗi của Vũ Tiến Long. Công đến cùng những cái tên gây thất vọng tại SEA Games năm nay trong màu áo của U22 Việt Nam. Đây là Quốc Việt, cơ hội dành cho Quốc Việt. Không vào. Rất đáng tiếc. Vẫn còn. Cái tình huống cuối cùng thật sự rất thất vọng. Vẫn là rất vội vàng. Myanmar cũng đã hết thể lực trong trận đấu này rồi. Thay đổi người bên phía U22 Myanmar. Số 19 Naung Swe vào sân để thay cho số 4 Lat Wai Phong. Naung Swe vào sân để thay cho Khao Jin Hien. Hai đội đã thay đủ 5 người. Lỗi việt vị của số 20 Swan Hertet. Với 9:30 ngày hôm nay sẽ là trận chung kết giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Cũng được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh On Football.
Hết giờ rồi, tỷ số sẽ là 3-1 nghiêng về U22 Việt Nam. Đã quá 5 phút bù giờ. Như vậy tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, tỷ số là 3-1, tấm huy chương đồng đã thuộc về U22 Việt Nam tại kỳ bóng đá SEA Games 32 năm nay. Đó cũng là một lời chia tay tương đối đẹp, cho dù chúng ta đã không thể lọt vào trận chung kết của giải đấu năm nay. Và